các bạn thân mến của Lê Minh. Lâu không gặp, cuộc sống thì bận rộn nhưng mình cũng cố gắng dành một chút thời gian để chia sẻ về với quê hương những cái thông điệp mà mình nhìn thấy. Các bạn thấy những tổ chức chống cộng ở ngoài, tụi nó đồng tiền đô la ở Mỹ này nó rất là mạnh, nó chỉ mạnh khi đem về Việt Nam thôi. Như các bạn thấy, tôi đi vào tiệm tôi ăn một tô phở bên Mỹ tại tiểu bang Arizona tôi ở, bữa nay là đứng luôn thế là 18 đồng 73 xu rồi. Các bạn thấy ở bên Mỹ làm những thành phần lao động phổ thông, họ làm càng nhiều họ đóng thế càng nhiều, mà ngược lại những thằng giàu tài phiệt ở Mỹ nó làm càng nhiều thì nó lại đóng thế càng ít, tại vì tụi nó biết rách luật. Cái xã hội Mỹ nó là trái ngược ra như vậy đó. Còn những cái dân lao động phổ thông họ làm, các bạn thấy rất là tất tần tật khi họ kiếm được cái đồng tiền. Và những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại đó, tụi nó quyên góp rất là mạnh. Các bạn nên nhớ, cái nguồn tài chính của nó quyên góp rất là mạnh. Bởi vì trong những cộng đồng Việt Nam, khi mà những người dân Việt Nam, những kiều bào họ làm ăn trong đó, họ phải đóng cái hụi chết cho tụi nó. Nếu mà không đóng cho tụi nó thì tụi nó gây khó dễ, nó gọi là không có ủng hộ cái những cái tổ chức chống cộng của tụi nó thế này thế nọ, và nó gây khó khăn. Đó là lý do ở những cái nhà hàng chợ búa rồi các bạn biết, tụi nó đến nó thu những cái tiền, gọi là mỗi lần mà nó quyên góp là đóng cho nó, không ủng hộ nó là nó gây khó chịu. Nó phức tạp lắm. Cho nên còn ở Việt Nam mình, vấn đề tuyên truyền truyền thông báo chí thì trên cái mặt trận không gian mạng thì nó lũng đoạn. Tôi nói chuyện nó lũng đoạn những một rất nhiều những thành phần mà viết báo, viết lách đụng, viết theo kiểu giống như đơn đặt hàng. Tôi nói chẳng hạn như thằng Nguyễn Hồng Lam, nó là một cái thượng tá trong cái ngành cái báo chí công an, các bạn thấy rất là quan trọng, nhưng mà nó lên mạng, nó dùng mạng xã hội, nó viết những cái bài rất là phản cảm, nó phát biểu rất là phản cảm. Hai anh em nó tên thật nó là Nguyễn Đức Vinh, còn thằng em nó là thằng Nguyễn Đức Hiển. Các bạn thấy nó dùng mạng truyền thông nó trục lợi cá nhân, và nó làm suy yếu cái nền tảng đạo đức cách mạng. Tụi nó là những cái thằng mà gọi là ăn cơm lãnh lương, tiền mặc áo mà gọi là của bác của đảng và tiền thế của dân, các bạn thấy. Nhưng mà nó viết báo, viết lách, nó làm những chuyện toàn là theo đơn đặt hàng, và nó phát biểu vô cùng phản cảm, gây ra có lợi ích cho những cái tổ chức như Việt Tân và những cái nhóm chống cộng ở hải ngoại, rất là khủng khiếp về mặt tuyên truyền của Việt Nam. Ngay cả tôi thấy ở bộ nói ăn đường mà khi về tới địa phương thì làm nẻo, mạnh thằng nào nấy làm theo cái hướng đi của nó về những cái công tác dân vận và tuyên truyền trong Việt Nam. Tôi nói nó còn rất là khủng khiếp, mà tôi thấy phải nói là rất là lo ngại. Lo ngại của tôi là cái gì? Nó gây cái sự gọi là mất mát, thương vong, bất ổn về an ninh chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam. Nó làm trì trệ trong cái công việc gọi là đổi mới phát triển, làm cho những tầng lớp dân lao động phổ thông và một số những người bất mãn cơ chế họ ngấm ngầm cái sự chống phá. Khi mà họ có cơ hội, họ móc nối được với tụi tổ chức chống cộng hải ngoại ở nước ngoài đó, là họ hợp tác một cách chặt chẽ. Các bạn thấy một cái đất nước Việt Nam luật pháp như thế nào mà để mấy cái thằng luật sư đi ra bào chữa cho một cái thiền nam vũ trụ gì đó, cái nhóm đó, mà lại làm sao mà đến nỗi để nó chạy tọt qua bên Mỹ, thì các tao nói các bạn có vấn đề, nó có vấn đề, nó làm sao nữa. Tôi thấy nó có một cái gì đó không ổn lắm.
nhiều người dân mình hay một số những cái gọi là tôi nói ngay cả nói luôn đụng chạm những người gọi là cán bộ đủ gì về mặt tuyên truyền và dân vận rất là yếu kém. Chỉ khi mà tôi đụng độ với họ, tôi cũng phải tranh luận với họ một cách gọi là nạt lửa chứ không phải là giỡn. Con người của tôi nghĩ sao nói vậy, tôi không có lên trên mạng này theo cái kiểu gọi là đi kiếm ăn kiếm kênh hay là tạo ra cái sự thu hút số đông với trong cái xã hội. Tôi không có cái nhu cầu như vậy chứ các bạn. Tôi nhìn về quê hương bằng cái sự gọi là yêu thương dân tộc tổ quốc mà biết bao nhiêu triệu người đã nằm xuống, đổ biết bao nhiêu xương máu, những anh hùng dân tộc cống hiến một thời gọi là tuổi thơ của cuộc sống để gọi là mang lại sự hòa bình độc lập cho đất nước ngày hôm nay. Và tôi chỉ lấy làm tiếc cái mô hình mà gọi là tuyên truyền dân vận của Việt Nam còn rất là chủ quan và yếu kém trên cái mặt trận không gian mạng này. Họ nhiều khi tôi đấu lý với một số những các bạn mà gọi là dân ở trong nước, mà gọi là những cái người gọi là yêu nước, hay là những cái trang mà gọi là cá nhân mà lên mạng này mà bênh vực chế độ một cách mù, bênh vực chế độ theo cái tư duy gọi là của họ đó. Tôi phải nói là rất là buồn cười những cái sự mà suy nghĩ của họ. Họ bảo thủ ghê lắm và cố chấp, cứ làm theo cái gọi là quy trình hay là cái khuôn khổ rồi vậy thôi, chứ còn mà nói theo tinh thần mà hết mình mà bảo vệ cái tổ quốc quê hương thì tôi thấy họ dường như là cũng lệch lạc lắm. Ngay bởi vì con người của tôi mà khi tôi giao tiếp người nào, trước hết tôi tìm hiểu về cá nhân nhân thân của từng trang Facebook, cái hồ sơ, cái profile của từng người đó, cái cách của họ truyền đạt, bọn họ theo dõi ai như thế nào trên cái không gian mạng này. Trước khi tôi tranh luận với họ thì tôi muốn biết cái quan điểm của họ nằm ở đâu. Có nhiều người tôi vào tôi thấy họ follow những cái, họ follow và họ theo dõi những cái, họ kết bạn với những thành phần mà nhóm gọi là cờ vàng cờ chó ở hải ngoại. Tôi thấy giật mình, và những cái đảng phái, những cái tổ chức chống cộng hải ngoại vậy mà họ follow để đặng mà nghe những người đó, không biết họ có hiểu không. Và họ nhiều lúc tôi thấy cái về cái tư tưởng của họ nó không có vững vàng. Tôi nói thật đấy, với cái kinh nghiệm của tôi trên không gian mạng này, cho nên thông điệp của tôi gửi về Việt Nam ngày hôm nay, tôi nói cho các bạn về cái sự mà bạo loạn ở Tây Nguyên, điều đó là nó xảy ra là chuyện bình thường. Tại vì sao? Vì công tác dân vận tuyên truyền của mình nó còn quá yếu kém. Mình khi nào mà những công tác mà dân vận tuyên truyền của Việt Nam mà quy tụ được những người dân lao động phổ thông, những cái người mà họ có cái sự gọi là bất mãn cơ chế, mà quy tụ được họ để đặng mà mình tìm cách giải thích, chia sẻ cho họ thấy những cái gì mà họ đang đeo đuổi đó là cái sự gọi là phi nghĩa, nó không có đúng, nó hoàn toàn chỉ là sự ảo tưởng mà những thế lực, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại tụi nó tuyên truyền về Việt Nam thôi. Các bạn thấy về cái mặt trận mạng không gian mạng này, tôi thấy có nhiều người lên trên mạng này mặc cả những bộ đồ quân phục, toàn là đấu tố chửi nhau tối ngày.
mà hỏi ông nào cũng dành cái sự yêu nước của mình gọi là số 1 hết. Các bạn thấy đụng tới mấy ổng rồi là mấy ổng hăm dọa đú kiểu đủ cách nhiều tay, nào là thượng tá đại tá rồi thế này thế nọ, lên mạng mặc đồ quân phục đồ mãi mà tôi mà đụng tới mấy ổng cái coi chèn đặt rồi dí chạy dắt vào cần cổ chứ mà giỡn, hăm đủ thứ hết. Về Việt Nam là bẻ giò bẻ cẳng, ở bên Mỹ thì mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ thì nó cũng đòi lụi tôi thế này thế nọ, bởi vì nhiều khi tôi thấy nó rất là buồn cười. Nhưng cái điều mà tôi tự hào, tôi đấu tranh vì những người đã nằm xuống, vì cái sự hy sinh của họ, mình đã làm điều gì đó có ích cho những cái anh hùng dân tộc đã ngã xuống cho quê hương đất nước. Những tấm gương của anh Nguyễn Thái Bình, anh Nguyễn Văn Chỏi, những người mà họ bỏ nước ra đi khi có những biến cố nào đó, nhưng mà họ quay trở về với quê hương, họ phụng sự tổ quốc bằng cả xương máu, như giáo sư Trần Đại Nghĩa, rất là những con người họ đấu tranh cho tổ quốc bằng cái sự gọi là hết cả linh tâm họ, tấm lòng và thể xác của họ, xương máu của họ. Điều đó, những gì tôi làm tôi tự hào vì tôi đã đóng góp được một phần nhỏ bé nào cho những công ơn của những anh hùng dân tộc. Hôm nay mình live tới đây và xin tạm dừng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thôi một lần nữa mình xin chào tạm biệt ở đây. Bye bye.